Những cái ngày như 11 tháng 11 này thì cửa hàng có thể lên đến 1.000 hoặc đến 2.000 đơn một ngày. Đương nhiên vẫn là độ chịu chơi, các nhà bán phải chấp nhận về mức giá mà mình đưa ra. Mình là Lâm và mình đang là quản lý của các chuỗi cửa hàng bách hóa tổng hợp xì lẻ ở trên Shopee. Và cửa hàng của mình chuyên về các mặt hàng văn phòng phẩm và cho học sinh, cũng đồng thời là bao bì túi ni lông. Cửa hàng của mình hiện nay thì sau 2 năm kinh doanh đã đạt được con số 16.000 người theo dõi. Và hôm nay mình ở đây thì mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn về một số kinh nghiệm khi kinh doanh trên sàn thương mại điện tử này. Theo thường lệ thì của Shopee thì là thường những cái ngày như mùng 10 tháng 10, 11 tháng 11 thì Shopee thường có những cái ngày hội sale rất đặc biệt, không chỉ ưu đãi về giá mà còn chỉ ưu đãi về phí ship nữa. Những cái đơn hàng được tăng lên đột biến những cái ngày như 11 tháng 11 này thì cửa hàng có thể lên đến 1.000 hoặc đến 2.000 đơn một ngày. Những người nhân viên và những quản lý ở cửa hàng của mình thì cũng phải hoạt động hết năng rất là năng suất, và các anh shipper thì ra vào thường xuyên, không chỉ là những đơn của Shopee mà còn những đơn ngoài. Như ở phương diện của shop mình thì như tháng ngày 10 tháng 10 trước, bọn mình đã tham gia chương trình phát sale của Shopee với mức giá rất ưu đãi đem đến cho khách hàng. Và đợt đấy lượng hàng của chúng mình bán ra lên đến hàng nghìn đơn. Và nhưng tháng 11 này thì mình lại chọn không tham gia quá nhiều để các mặt hàng vào các chương trình ưu đãi của Shopee nữa. Nhưng cái lượng đơn và lượng tương tác của khách hàng vẫn kéo lại vẫn rất tốt, khiến cho shop mình dù không tham gia nhưng tháng 11 này lượng đơn thu về cũng gấp 2-3 lần lượng đơn ngày thường đem lại. Sau vài năm tham gia thị trường này thì mình cũng có một số lời khuyên dành cho các nhà bán mới trên kênh thương mại điện tử. Đầu tiên mình nghĩ là các bạn nên chuẩn bị một đội ngũ nhân viên thật sự là xuất sắc và thật sự là chăm chỉ, tích cực tham gia và tương tác trên kênh sàn thương mại điện tử Shopee. Bên cạnh đó thì đương nhiên vẫn là độ chịu chơi, các nhà bán phải chấp nhận về mức giá mà mình đưa ra, thật sự kiên nhẫn vì đơn hàng không thể đến trong ngày 1, ngày 2 được. Và bạn phải kiên nhẫn không chỉ trong một tuần mà có thể là hàng tháng. Với những đơn hàng xuất hiện trên Shopee thì sẽ được ngay lập tức đưa về hệ thống của Kiosk Việt và người bán có thể xử lý ngay lập tức, tránh trường hợp xảy ra trường hợp là hủy đơn của khách hàng. Đồng thời người bán hàng có thể quản lý được doanh thu của mình, đâu là doanh thu trực tiếp, đâu là doanh thu bán trên Shopee một cách dễ dàng, chỉ thông qua phần mềm trên ứng dụng của điện thoại smartphone hiện nay thì bạn đã có thể biết được rằng là nguồn thu của mình đến từ đâu, và từ đó thì cũng giúp ích rất nhiều cho nhà bán. Quản lý bán hàng dùng Kiosk Việt.